Chào mừng các bạn đã đến với FPT Edu Chill, nơi chúng mình sẽ cùng trò chuyện với các bạn học sinh sinh viên, cựu học sinh sinh viên hay cán bộ giảng viên của tổ chức giáo dục FPT. Và ngày hôm nay chúng mình có một vị khách đến với FPT Edu Chill. Đây là sinh viên của Đại học FPT Hà Nội. Xin chào Phan Bằng An. Xin chào mọi người, mình là Phan Bằng An, aka Phan Trần Phương Nhi, đến từ trường Đại học FPT Hà Nội. Mình đang là sinh viên K16 ngành Digital Marketing. Cảm ơn Bằng An đã tham gia FPT Edu Chill ngày hôm nay. Và chị nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ cũng có rất là nhiều câu chuyện để kể, để trò chuyện với nhau. Bình thường thì chị biết An ở trên TikTok với kênh Phan Trần Phương Nhi à? Đó là một kênh TikTok tình yêu gà bông cũng khá là thú vị. Ủa nhưng mà kiểu vì sao em lại làm kênh TikTok đấy cơ? Đúng là mọi người sẽ biết đến em nhiều hơn với cái tên là Phan Trần Phương Nhi ở trên TikTok. Câu chuyện mà em đến với kênh TikTok thì cũng là vì cái thời điểm mà dịch Covid thì cái nền tảng TikTok nó đã xu hướng rất là nhanh và tất cả các bạn trẻ Gen Z như tụi em là đều tiếp cận vào cái nền tảng đấy. Nên là đầu tiên em làm TikTok cũng dựa vào cái tình huống là em tò mò cái nền tảng đấy nó như thế nào và em muốn tham gia những cái trend, những cái xu hướng mà các bạn trẻ đang thịnh hành. Ban đầu thì em cũng đi theo như kiểu là về bản thân mình này, như kiểu là về kiểu mấy cái đu trend xong rồi nhảy nhót theo như các bạn ấy. Nhưng mà em thấy cái đấy không quá hiệu quả bởi vì là đúng là mặt em thì chưa phải quá xinh so với các chị hot girl đúng không? Hay là em cũng chưa phải nhảy quá đẹp như các dancer nên là có thể là theo cái hướng đấy thì em lại không ok lắm. Nhưng khi mà em lựa chọn đúng theo cái hướng là hướng couple và hướng phát triển theo những cái câu chuyện về couple để có thể trúng được các insight của các bạn thì may mắn lại được chạm đến rất rất nhiều các bạn trẻ cùng chung với những câu chuyện đấy. Các bạn ấy cũng cùng vào comment, cùng vào tương tác và cùng vào chia sẻ câu chuyện của mọi người và dần dần kênh của em lại trở nên lên nhanh như thế, kiểu lên lượt tương tác, lên lượt follow nhanh. Em cũng cảm thấy khá là vui và bất ngờ vì con số đấy của mình. Em có đoán được lý do tại sao mọi người quan tâm nhiều đến chuyện tình yêu không? Em nghĩ là trên nền tảng TikTok thì xu hướng các bạn cũng thích đi theo những thứ nó mơ mộng xong rồi nó cũng đáng yêu và lãng mạn ấy ạ. Hiện tại thì trên kênh của em đang có bao nhiêu lượt thả tim rồi? Lượt thả tim thì tận là 8.1 triệu, còn về follower thì là 1.800, gần 185.000. Bạn nam xuất hiện trong video của em cũng là sinh viên trường này hả? Dạ vâng, cũng là sinh viên trường và cũng là bằng kỳ em và đang học cùng lớp em luôn. Vì câu chuyện gặp nhau nó cũng là một câu chuyện qua màn hình luôn. Tại vì đợt đấy là đợt đúng là dịch, đúng rồi, kỳ 2 bạn ấy mới chuyển lớp vào lớp em. Bạn ấy vào lớp sau mà, thế là không có nhóm thì nhóm em lại thiếu một thành viên. Thế là may mắn sao bạn ấy lại vào nhóm em. Thì đầu tiên thì bọn em cũng chỉ làm việc với nhau qua công việc thôi. Thế nào tự nhiên lại cảm thấy nói chuyện hợp, xong rồi dần dần nói chuyện nhiều thì cứ bị gắn ghép chị ạ, kiểu ở trong nhóm đồ án đấy cũng là nhóm đồ án của em đến bây giờ luôn, là cái nhóm mà đi với em từ kỳ 1 đến tận kỳ 8 này thì các bạn ấy cũng tự nhiên cứ gắn ghép thế nào thì lại thành thật như này và cũng yêu nhau khá là lâu rồi. Thế là hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? Chính xác thì là hơn 1 năm ạ, còn quen nhau thì là 2 năm 3 năm. Điều gì ở đối phương khiến em cảm thấy bị ấn tượng? Bạn ấy hài hước ấy chị, tại vì bạn ấy kiểu cũng đôi lúc làm cho bản thân em cảm thấy khi mà em hướng nội, khi mà em cảm thấy em bị kiểu không biết làm sao để tiếp xúc với môi trường bên ngoài chẳng hạn thì bạn ấy lại là người kéo em ra và bạn ấy cho em được những cái kiểu thật sự là em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn ấy mà em lại có những cái câu chuyện cười mà nó rất là vô tri nhưng mà lại cảm thấy rất là hay. Ví dụ đấy, nó cũng là những cái câu punchline mà bọn em hay nói chuyện với nhau trên TikTok, nó hơi đúng là nếu những người khác mà không có tình yêu sẽ thấy hơi trẻ trôi mà em lại thấy nó rất là đáng yêu. Có nghĩa là trước đấy thì em cũng có phải là một người kiểu hơi khó tính một tí, hướng nội một tí, xong rồi bạn ý vào và khiến cho em kiểu suy nghĩ mở mang hơn hay như thế nào? Tình yêu nó có sức mạnh kỳ diệu như thế nào? Bạn biết kéo cái con người thần kinh của em ra. Bạn biết kéo cái con người nhín nhảnh ngáo ngáo của em ra. Đó cũng là cái mà bọn em thường show ra ở trên TikTok nhiều. Và thực ra thì bạn ý cũng là người mà trên TikTok nhà hiệu ngoài bạn cũng vui vẻ như thế luôn. Bạn ấy khá khác em một cái điểm đấy, nhưng mà vì cái điểm đấy của bạn mà bạn ấy cho em cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh bạn ấy. Thì học đại học lãi phết nhở? Ui lãi thật sự, và FPT có nghĩa là có thật nha. Nhưng mà ví dụ như kiểu lúc nào cũng thể hiện tính cách hai đứa rất vui vẻ ở trên TikTok như thế thì có bao giờ bọn em kiểu mâu thuẫn hay là cãi nhau hay kiểu không hiểu ý nhau không? Ui nói là siêu nhiều được không chị? Cũng thực ra là tại vì đã yêu đương thôi nó cũng đã là kiểu cãi nhau nhiều rồi chứ nói đến việc là làm việc cùng nhau nữa. Khi mà làm việc cùng nhau thì cũng có người đưa ra cái ý tưởng này thì bạn kia lại cảm thấy không hợp lý cái ý tưởng đấy thì lại mâu thuẫn. Đó thì bọn em cũng mâu thuẫn khá nhiều.
Vậy làm sao để mình rạch ròi giữa câu chuyện tình yêu và câu chuyện công việc, học tập? Ừ, em lại có một cái suy nghĩ là em vừa yêu này, xong rồi vừa làm, xong rồi vừa học cùng bạn ấy luôn. Tại vì tụi em lại rất may mắn là bọn em làm cùng nhau về một công việc, cùng nhau học ở một lớp và lại cùng nhau ở một ngành luôn. Nên là khi mà ở cái nền tảng TikTok nói gì thì nói thì bọn em vẫn phải học cái nền tảng này rất nhiều thì bọn em mới có thể adapt được cái nền tảng đấy. Chính vì thế mà nó cũng sẽ giúp cái bổ trợ ngành học của bọn em sau này luôn. Và bọn em cũng cùng lựa chọn đi theo cùng một ngành là ngành marketing thì cả hai đứa đều sẽ support nhau ở sau này rất nhiều. Bọn em cũng thường nói chuyện với nhau như thế, là bọn mình rất may mắn vì cùng nhau yêu nhau này, cùng nhau có những cái điểm chung mà thật sự là cũng phải gọi là cái duyên thì mới có thể có được nhỉ. Đó. Ở trên TikTok thì em lấy tên là Phương Nhi, còn ở ngoài đời thì em là Bằng An. Thì mọi người có hay hỏi cái lý do tại sao em có hai tên như thế không? Cũng có người hỏi, Phương Nhi là tên mà mẹ em đặt cho em ngay từ lúc em mới sinh ra. Trên giấy khai sinh của bệnh viện hay là trên tất cả giấy tờ đã là Phương Nhi rồi. Tuy nhiên thì sau đấy một thời gian lại nhà em có quyết định lại là đặt tên Bằng An để cuộc sống của em nó kiểu bằng phẳng, an yên hơn. Nên là cuối cùng thì tên Bằng An đi theo em 21 năm đến bây giờ. Còn tên Phương Nhi thì khi mà em lớn hơn, mẹ em có kể lại cho em cái câu chuyện đấy là đáng lẽ con tên là Phương Nhi cơ, chứ không phải tên là Bằng An đâu. Thì em lại cảm thấy cả hai tên đều phù hợp với mình, Phương Nhi và Bằng An. Một tên thì rất là nhẹ nhàng, trong sáng, kiểu trẻ con, Phương Nhi, Nhi kiểu bé bỏng ấy. Còn Bằng An thì một cái tên rất là sống có đôi phần hướng nội một chút và cũng sống kiểu nhiều giá trị nội tâm hơn. Đó, nên là em quyết định là em sẽ sử dụng cả hai tên đấy. Một tên thì để đi làm công việc ở ngoài, còn một tên thì sẽ là sống để tiếp cận đến với social media nhiều hơn, như là TikTok này hay là các nhãn hàng. Khi làm việc với em thì cũng gọi là Phương Ninh chứ không phải gọi là Bằng An. Nghe An chia sẻ thì chị cảm thấy em ở trên TikTok với cả em ở ngoài đời khác nhau phết. Bình thường mọi người có bảo em ở trên TikTok với cả ngoài đời khác nhau không? Thực chất thì rất rất nhiều người nhận thấy thế. Ngoại trừ những người bạn rất rất thân với em ra thì ai cũng thấy là ở trên TikTok thì em là một con người kiểu hơi thoải mái hơn, nhí nhố hơn, nhiều năng lượng tích cực hơn. Ở ngoài đời thì đôi lúc em sẽ có những lúc em sẽ nghiêm túc hơn, như kiểu hôm nay ngồi nói chuyện với chị thì mình cũng sẽ phải trầm mình một chút xuống để gọi là có những câu chuyện cùng chia sẻ với nhau. Em có nghĩ là cái việc mà bọn mình có nhiều bộ mặt để đứng trên nhiều sân khấu trình diễn, nó là một trong những cái rất là đặc thù của Gen Z không? Thật ra thì em thấy là gọi là bộ mặt thì cũng không quá đúng. Nó sẽ là tính cách mình thể hiện ra ngoài theo từng trường hợp, từng tình huống, ở trong từng hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như bản thân em khi ở trên TikTok hay gọi là ở trên một mạng xã hội ở đấy đi, thì em cũng sẽ muốn cho bản thân mình một môi trường để giải trí, để thư giãn sau những lúc căng thẳng ở ngoài cuộc sống chẳng hạn. Thì em sẽ lựa chọn cho mình một cái tính cách rất là tích cực để có thể lan tỏa được cái điều tích cực đấy đến cho tất cả mọi người cùng xem. Tuy nhiên thì ở trong cuộc sống thì em lại cảm thấy nếu mà mình lúc nào cũng vui vẻ quá, cũng nhí nhố quá, cũng trẻ con quá thì lại không quá phù hợp với từng hoàn cảnh. Bởi vì hiện tại em cũng là 21 tuổi rồi, cũng đến tuổi phải làm việc này, xong rồi phải tiếp xúc với nhiều mối quan hệ lớn hơn. Ví dụ như kiểu em đi làm thì em sẽ phải tiếp xúc với sếp, thì cũng không thể nào nhí trẻ con nhí nhảnh với sếp hoài được. Sếp sẽ cảm thấy ôi con bé này sao nó lại nhảy con quá, thì sếp lại không thể nào giao cho nó những cái việc mà sếp cảm thấy là cần sự chững chạc trưởng thành hơn. Chị thấy bên cạnh việc làm TikTok này thì em còn là một sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc của ngành digital marketing nữa này, xong rồi cũng đi thực tập này, còn cái gì nhỉ, điểm tuyệt đối kỳ OJT xong rồi cũng đi làm thêm ở các phòng ban tại trường nữa. Chị thấy em cũng có vẻ hớt sổ phết, kiểu luôn vội vã ấy, đúng không? Thế thì có được coi là Bằng An không? Thực ra Bằng An nó cũng chỉ là cái tên thôi mà chị. Tại vì em nghĩ là cái cuộc sống hất số của em nó cũng liên quan đến những cái môi trường tiếp xúc của em từ bé đến tới bây giờ. Ngày bé thì em cũng đã may mắn được bố mẹ định hướng và có những cái con đường học tập cũng như là phát triển riêng. Ví dụ như là đợt cấp 2 thì em rất sợ toán, em cảm thấy toán là những cái con số đó em không thể hiểu được. Em cảm thấy mỗi lần học toán là em không hiểu gì cả. Nên em đã lựa chọn con đường là học chuyên văn ở một trường cấp 2 giảng võ. Nhưng mà tuy nhiên thì lên lớp 8 thì em lại may mắn học một người thầy, tên là thầy Vi Mạnh Tường, là một giáo viên rất giỏi của trường giảng võ đó. Thì thầy đã khơi dậy được cho em yêu thích toán học. Em rất là yêu thích toán học đó, thì em lại kiểu
đâm đầu học toán say mê hàng ngày, hàng giờ. Em là người duy nhất học lớp chuyên văn của giảng võ mà lại ở tuyển toán của trường. Xong rồi em lên cấp 3 thì em lại lựa chọn trường chuyên sư phạm. Ban A là toán lý, ban A1 là toán lý Anh, lại đi theo con đường toán học. Đó thì khi mà những cái môi trường mà nào là trường giảng võ này hay trường chuyên sư phạm thì đều là những cái môi trường rất là căng thẳng. Có những các bạn trong môi trường đấy thì các bạn đều là những người rất là giỏi. Và khi mà em được tiếp xúc với những cái bạn đấy thì chính bản thân em cảm thấy là mình cần phải trau dồi, cần phải rèn luyện để phát triển bản thân mình hơn, để có một phiên bản tốt hơn, trưởng thành hơn trong tương lai. Khi mà nhìn các bạn thì đã có quá nhiều thành tích và thành tựu thì mình cũng nên có một vài cái gì đấy để ngang bằng các bạn chẳng hạn. Nói chung là em cũng không bị bố mẹ quá áp đặt về thành tích đâu, nhưng mà khi mà mình nhìn đến cái môi trường của mình đang sống như thế, các bạn ấy đạt được những cái thành tựu như thế mà mình không đạt được thì mình sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi ấy. Nên là em cũng sợ cái cảm giác như thế, nên em càng muốn là bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn, phát triển nhiều hơn để có được một phiên bản của mình trưởng thành và chững chạc hơn trong tương lai. Có nhiều cú chuyển phết đó chứ. Đúng rồi ạ. Gen Z bây giờ người ta vẫn hay bảo là có một cái nỗi sợ là áp lực đồng trang lứa ấy. Nó sẽ rất là khủng khiếp khi mà thấy kiểu bằng tuổi bạn mình không làm được như bạn. Thì theo em nhá, bây giờ Gen Z tụi em thì tụi chị đó. Bọn mình. Gen Z tụi mình sẽ có những áp lực gì ngoài việc là ok tôi thấy bạn tôi làm được mà tôi kiểu tôi cũng phải cố gắng phấn đấu để làm được như bạn tôi ấy. Thì ngoài ra còn áp lực gì nữa không? Bản thân em nhận thấy thì cái thế hệ Gen Z là một thế hệ quá là giỏi luôn. Ngay cả trong môi trường đại học FPT thôi là mình đã thấy quá nhiều gương mặt sáng giá thế hệ Gen Z nổi lên rồi. Ngoại trừ về áp lực về kiểu cố gắng để bằng bạn bằng bè đồng trang lứa ra thì em nghĩ là còn áp lực để làm cho bố mẹ tự hào, hay là áp lực làm sao để chính bản thân mình đã tự hào về mình trước rồi sẽ là bố mẹ tự hào, gia đình tự hào và những người khác nhìn vào để có thể cho kiểu cảm thấy mình là một người để mang lại được cho giá trị họ chẳng hạn. Đó thì ít nhất là mình cũng phải làm cho bản thân mình tự hào về mình đã. Nghĩa là bên cạnh việc áp lực đồng trang lứa này, mình còn áp lực về câu chuyện tìm được giá trị của bản thân tôi, áp lực về câu chuyện là làm sao để cho bố mẹ mình tự hào. Trước tập FPT Edu Chill với Nhi thì chị cũng có một cái tập nói chuyện với chị Hà Thành ấy, chị cũng chia sẻ là chị cũng thấy kiểu bọn mình sẽ bị áp lực bởi bố mẹ ấy. Thế hệ bố mẹ mình luôn bảo với mình là kiểu bây giờ tao cho mày đi ăn đi học như thế thì mày cần phải có một cái gì đấy kiểu phát triển hơn bọn tao, hay là kiểu gì đấy, chúng mày là một thế hệ sướng ấy. Thì chị Hà Thành cũng lý giải là đấy là một cái mong cầu rất hiển nhiên của thế hệ trước đối với thế hệ sau, và việc của mình là mình cần phải làm sao để không để những cái áp lực như thế nó đè nặng lên tâm lý của mình quá nhiều ấy. Bản thân em, bố mẹ em có bao giờ kiểu gây áp lực với em trực tiếp như bố mẹ chị không? Thực chất thì bố mẹ em thì luôn nói với em là con hãy làm những cái gì mà con thích, miễn là con cảm làm nó thật tốt và làm nó thật trôi chảy, cũng như là khiến cái điều đấy làm cho con cảm thấy con được phát triển và được hạnh phúc. Đợt mà em học cấp 1, cấp 2, khi mà em học ở những đợt đấy thì nở rộ những cái trung tâm tiếng Anh học thêm như kiểu là APAC English này, hay là RES, hay là Scott English. Thì đợt đấy bố mẹ cũng gọi là cho em học những cái khóa học của đấy. Mà đợt đấy em nghe bố mẹ nói là học được rất là đắt, kiểu 100 triệu hay 200 triệu. Mà em học thế, em học mãi chả tiến bộ, mà em thấy em cứ đi dập lùi ấy. Như kiểu các bạn ấy học xong những cái khóa đấy, các bạn ấy nói tiếng Anh trôi chảy lau, hay là đi nói chuyện với người nước ngoài mà kiểu không ngại ấy. Còn bản thân em đợt đấy em nói chuyện xong em vẫn cảm thấy em rất là sợ hãi khi gặp người nước ngoài mà nói một câu hello, goodbye thôi mà đã thấy mình áp lực ấy ạ. Nên là em ở đấy em cũng căng thẳng, cũng gọi là bố mẹ cũng thấy em không thể tiến bộ được, bố mẹ cũng căng thẳng với em luôn. Xong rồi em cũng rất là quả quyết, em bảo là thế thôi, con nghĩ là con không phù hợp khi mà học ở những cái trung tâm đấy. Con nghĩ là con sẽ cần cái môi trường phù hợp khác thật là tốt hơn. Thì đợt đấy em có thấy là các bạn đi ra nước ngoài học hay là học cái kem ở nước ngoài, thì bố mẹ em cũng nhận thấy thế và bố em cũng đầu tư hẳn cho em những cái kem ra nước ngoài học luôn. Những cái kem đấy thì chắc chắn là sẽ số tiền mà bỏ ra đã nhiều hơn khi mà học ở các trung tâm rất là nhiều. Ví dụ như em đi Philippines hay đi Mỹ. Vì chính vì những cái lựa chọn thay đổi đấy của bản thân em mà em đã học được tiếng Anh tốt hơn. Và sau khi đấy, sau khi em học xong đấy hết cấp 3, em trao đổi ở Philippines một lần và trao đổi ở Mỹ một lần. Em về TIEL một phát được 7.0 luôn, không cần phải học bất cứ thêm một cái gì nữa cả. Đó cũng là một cái sự thay đổi ngoạn mục ở trong hành trình lớn lên của em. Đây chứng tỏ kiểu bố mẹ em cũng rất đầu tư cho câu chuyện học tập của em đúng không? Đúng rồi ạ. Em có thể biết ơn về điều đấy không? Em cảm thấy rất may mắn, rất biết ơn luôn đấy. Kiểu thứ nhất là bố mẹ em cũng gọi là chi mạnh tay cho những cái phần
học tập đấy của em và cũng không ngần ngại khi mà em quyết định thay đổi nó một cách nhanh chóng. Chính vì thế em cũng rất là áp lực về việc là em phải cố gắng để cho chính bản thân mình tự hào và bố mẹ cũng tự hào khi bố mẹ mình nói chuyện với những người bạn chẳng hạn mà họ con họ giỏi như thế mà con mình trông nó cũng thua kém thì cũng lại áp lực lên chính bản thân mình nữa. Trước đây thì em đã từng có cái sự lựa chọn nào mà cũng phải đứng lên để chứng minh cho bố mẹ thấy hoặc là kiểu đi ngược với ý kiến của bố mẹ chưa? Thực ra để nói về cái giai đoạn mà em cố gắng để đưa được những cái minh chứng cho bố mẹ thì chắc là cái giai đoạn mà từ cấp 3 lên đại học. Đó cũng là cái giai đoạn mà khá là khủng hoảng khi mà em đứng giữa lựa chọn phải em đứng rất nhiều lựa chọn ấy. Là thứ nhất là đầu tiên là đi du học này hay là ở lại Việt Nam, mà ở lại Việt Nam thì lại bởi vì là em học trường chuyên mà em lại có IELTS sẵn nên là em cũng dễ dàng đỗ được các trường đại học ví dụ như kiểu ngoại thương hay kinh tế quốc dân và FPT là lựa chọn của riêng em thôi. Thế nên đợt đấy em đã khá là đưa cho quyết định bản thân mình khá là kiểu mạo hiểm đấy, là đi hẳn ngược lại với những cái định hướng có sẵn của bố mẹ đợt đấy và em đã lựa chọn FPT đấy. Thì bố mẹ em lại vẫn là những câu chuyện là ngồi lại nói chuyện và em giải thích, em đưa ra cái lý do mà em lựa chọn ngôi trường FPT hay là em tìm hiểu như nào và em đã tự mình tìm hiểu chứ không phải là bố mẹ định hướng có sẵn như kiểu đợt hồi bé nữa. Thì em thấy cái đấy cũng là cái khác biệt. Ví dụ em hay em trai em còn bé thì là những người cần sự định hướng thì bố mẹ em sẽ đi theo định hướng khá sát. Nhưng khi mà bọn em đã đi lên một độ tuổi hoặc là một cái nhận thức nó có thể tự định hướng cho bản thân mình hay là tự tìm hiểu thì bố em cho em quyền là được tìm hiểu và được đưa ra những cái minh chứng cho bố mẹ. Không phải PR đâu nhưng em không hề PR trường. Nhưng mà lý do tại sao em lại chọn FPT? Trong hai sự lựa chọn có vẻ nghe cũng hấp dẫn. Em cũng đã tìm hiểu rất là kỹ, đợt đấy em tìm hiểu cả là trên mạng này. Em nói chuyện thêm cả một người khá là giáo sư ở bên trường đại học Bách Khoa. Thì thầy có khuyên em là nếu mà ví dụ em muốn đi theo ngành marketing hoặc là ngành truyền thông của bên tài chính, kiểu đi theo về những cái công ty tài chính hoặc là muốn phát triển về tài chính chẳng hạn thì nên chọn những trường như kinh tế quốc dân hay ngoại thương, thì những cái trường đấy nó sẽ thiên về cái đấy hơn. Còn khi mà em chọn về truyền thông hay là marketing của một trường công nghệ thì nó sẽ thiên về công nghệ hơn. Từ đợt cấp 3 như em đã có kể thì em cũng mê về công nghệ hơn đấy, và em cũng và cái người anh ở đại học FPT cũng đã khuyên em là cái ngành digital cũng là sẽ là ngành khá phát triển trong tương lai nên em mong muốn được học ngành digital marketing. Và chính vì thế em đã lựa chọn FPT. Thế là cũng phải đấu tranh khá là nhiều đúng không? Đến bây giờ thì cái lựa chọn học của FPT nó đã đủ sức để thuyết phục bố mẹ chưa? Em nghĩ là đủ rồi ạ. Bởi vì là khi học FPT, bố mẹ em nhận thấy em cũng là một người trưởng thành hơn những ở của Phạm Bằng Ngàn ở những phiên bản cấp 2, cấp 3 trước rất là nhiều. Em cũng lớn nhanh hơn, cảm giác là em cái góc nhìn của em về thế giới nó cũng được mở rộng hơn. Và khi mà em học FPT thì em có những cái thành tích học tập gọi là cũng khá cao, được lên báo trường này hay là cũng được làm việc cho trường. Chính vì thế nên bố mẹ cũng đang mong muốn cho em trai em học tại FPT luôn. Sang cái câu chuyện đi học đại học lên Hòa Lạc này thì có điều gì khiến em trưởng thành hơn và kiểu em khác hẳn so với Bằng An của những năm trước đấy không? Thật ra trước khi lên Hòa Lạc em rất là tự tin, bởi vì em cũng có kể là em đã từng đi học ở Philippines hay học ở Mỹ rồi. Em cũng đã từng xa nhà và cũng từng tự lập ở đất nước khác, cũng có những cái văn hóa khác luôn. Em rất tự tin là lên trên này em cũng sẽ dễ dàng hòa nhập này, hay là hòa nhập thì sẽ dễ dàng vui vẻ và cũng có những cái môi trường network thật là mãnh liệt. Thực sự là lên Hòa Lạc thì em cũng khá là vỡ mộng một chút. Ngay từ năm nhất em đã biết được cái là kiểu Hòa Lạc như là một xã hội thu nhỏ đối với sinh viên FPT. Và bản thân em cũng nhận thấy thế. Như kiểu là vừa lên cái là lại phải đi quân sự luôn. Mà sau em lại nhận ra là cái lớp quân sự đấy cũng không phải lớp đi với mình đến hết. Nhưng mình đang rất là vui vẻ về lớp quân sự đấy chẳng hạn, mà tự nhiên không thể không chơi với mọi người nữa, bởi vì là mỗi người lại đi theo một ngành riêng. Mà em đợt đấy thì lại có IELTS thì em lại tạm biệt các bạn toàn bộ lớp luôn. Ví dụ các bạn vẫn học với nhau ở LUC này, Little UK hay là học với nhau ở Transition, nhưng mà em lại tạm biệt các bạn, em lên hẳn chuyên ngành luôn. Thì cũng là một cái tự nhiên hỡ một cái là không lại phải làm quen tiếp một cái môi trường mới ở chuyên ngành. Nhưng mà tuy nhiên thì em lại rất may mắn là em vào được một lớp chuyên ngành là MKT 1601. Suốt áo tươi nghe MKT 1601 nhá. Rất may mắn vì các bạn ở lớp MKT 1601 rất là vui vẻ và dễ dàng hòa nhập, và bọn em chơi thân đến tận kỳ 8 là tận bây giờ. Tiếp đến thì vỡ mộng một cái là em vỡ mộng câu lạc bộ. Bản thân em cái câu chuyện đấy cũng khá là hụt hẫng ấy, bởi vì trước khi vào câu lạc bộ thì em cũng rất là gọi là có nhiều kỳ vọng ấy.
cũng mong là mình sẽ gắn bó câu lạc bộ lâu dài, bởi vì ở cấp 3 của em cũng đã từng là một người gắn bó rất lâu dài cả một câu lạc bộ cấp 3 của em và cũng có một cái vị trí nhất định ở trong câu lạc bộ. Nên khi mà lên đại học thì em cũng mong muốn là có một cái câu lạc bộ thật là tốt như thế để em có thể gắn bó đến tận khi ra trường luôn. Tuy nhiên thì khi mà em vào thì em mới nhận thấy là câu lạc bộ không phải là một cái định hướng mà em đi theo, kiểu em cảm thấy nó không phù hợp với tính cách cũng như là về cái định hướng sau này của mình ý. Nên là em đã quyết định dừng lại. Lúc dừng lại lúc nào cũng buồn mà, nói lời chia tay thì ai cũng sẽ buồn và hụt hẫng thôi. Tuy nhiên thì lên năm 2, năm 3 thì em lại có một cái network thật là tốt hơn và em đi theo nó đến tận bây giờ, gần như là sắp ra trường rồi. Tức là lên đại học này, mình cũng sẽ có vỡ mộng này. Mình vỡ mộng về câu chuyện mình phải tạm biệt những mối quan hệ mình vừa mới quen thân. Vỡ mộng về câu chuyện là kiểu câu lạc bộ không có thể đáp ứng được những cái mong muốn như là cái kỳ vọng của mình. Vậy thì người hướng nội sẽ phải làm thế nào để mình trở nên nổi bật ấy hơn và kiểu có nhiều sự lựa chọn hơn? Ví dụ như bản thân em này, em có đi làm cộng tác cho các phòng ban nữa ấy, thì cái cơ hội để đến với em như thế nào? Thật ra em cũng có chia sẻ là em không tham gia câu lạc bộ nhưng mà em vẫn tham gia các sự kiện của trường. Nhưng kiểu đợt đấy rất may mắn là em tham gia cái FPTU Career Fair 2021. Thì sau khi em tham gia cái FPTU Career Fair xong thì chị trưởng phòng quan hệ doanh nghiệp và cựu sinh viên là chị Thảo, chị có nhắn lên group là phòng chị đang thiếu nhân sự về truyền thông. Thì đợt đấy em cũng cảm thấy là mình đã không tham gia câu lạc bộ nào cả. Hoặc việc học của trên lớp đợt đấy là kỳ 3, kỳ 4 thì cũng khá là ok, có thời gian để tiếp xúc với những cái sự kiện khác. Thì em đã apply và may mắn là đỗ. Và em đồng hành với phòng đến bây giờ là cũng 1 năm 6 tháng. Bản thân chị tiếp xúc với các bạn cộng tác viên chẳng hạn, cũng là những bạn sinh viên, khi mà tiếp xúc với các bạn ý lần đầu tiên mà các bạn ý bắt tay vào một cái công việc cụ thể thì chị cũng phải hướng dẫn rất là nhiều, từ câu chuyện là viết mail như thế nào cho người đọc, người ta đọc người ta còn hiểu ý của mình ấy. Thì em có những cái trải nghiệm kiểu làm quen với công việc và môi trường công việc, những cái điều bất ngờ mà khi đi làm rồi em mới nhận ra, thì có cái điều gì như thế không? Em đi thực tập thì là ở Sun World là về giải trí, hay là em đang đi làm thì là phòng quan hệ doanh nghiệp và cựu sinh viên thì là về doanh nghiệp này, hay là về cựu sinh viên. Thế tức là từng vị trí mình phải làm sao để adapt cái vị trí đấy, nó là từng một cái áp lực riêng mà mình cần phải thích nghi và trau dồi. Thực ra cái vị trí cộng tác viên mọi người nghĩ là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà từ một cô bé sinh viên chỉ tham gia các sự kiện bình thường thôi mà tự nhiên vào một cái môi trường làm việc mà nó tự nhiên nó chuyên nghiệp hơn, nó cần nào là checklist này hay viết mail. Chị nói thực ra kỹ năng viết mail là một cái kỹ năng trông thấy thôi, nó cũng là một cái kỹ năng mà cần phải trau dồi thì mới có thể có một cái email chuyên nghiệp đưa đến doanh nghiệp được chẳng hạn. Mình sẽ không được nản và không được cảm thấy buồn khi mà mình bị sếp hay là cấp trên hay là mentor, một người hướng dẫn mình la mình chẳng hạn. Em làm việc ở phòng quan hệ doanh nghiệp và cựu sinh viên, đợt đấy em viết bài cũng như là làm ảnh, thì cũng tại vì vừa học vừa làm ấy thì cũng sẽ phải có những lúc nào là bị chỉnh mảng làm việc một tí, bởi vì cũng sẽ phải có thời gian thi này, xong rồi exam test. Thì có một lần là em đã có plan sẵn rồi ấy, và em cũng đang đi theo plan, thì tự nhiên hôm đấy có test bất ngờ, thế là em không làm kịp và bị lên bài chậm. Một ngày thường thì biết em sẽ phải đăng 3 bài chẳng hạn, mà nếu mà chạch một cái bài phát là sẽ bị ảnh hưởng đến các bài sau ngay lập tức. Thế là em bị mắng và em cũng rất là tổn thương, kiểu em cảm giác ôi mình đã cố gắng lắm rồi mà mình các bài khác mình đều đăng đúng mà tại sao tự nhiên bài này đăng chậm một tí thôi mà đã bị mắng rồi, này mình có nên làm nữa không hay mình nghỉ luôn. Nhưng mà sau khi mình ngồi suy nghĩ lại thật kỹ thì đúng là nếu mà mình không đăng bài này đúng vào cái lúc đấy thì sẽ phải đăng sau, mà đăng sau sẽ ảnh hưởng đến các bài đăng sau nữa thì sẽ không thực sự là không, thì đấy chính là lỗi của mình, là lỗi mà mình đã không làm chủ thời gian. Khi mà mình biết test thì mình phải báo cho đồng nghiệp của mình là có thể làm hộ mình không, hoặc là mình cần phải có một cái phương án thay thế ngay lập tức, thì mình lại không làm như thế, thì đó là lỗi của mình, nên là mình không được trách cái người mắng mình nữa, mình phải tự thấy lỗi của bản thân mình. Đấy cũng là một cái tip khá hay. Có một từ mà trong tập podcast với chị Hà Thành rất thích ấy, đó là từ tập dượt ấy. Mình có cơ hội mình tập dượt, và đặc biệt là mình dám nói có với những cái cơ hội đấy. Những cái sự tập dượt đấy nó sẽ giúp cho mình trở nên dạn dĩ hơn, có kinh nghiệm hơn. Sinh viên vẫn hay có một cái trăn trở là nên tham gia câu lạc bộ hay là nên đi làm ấy, để có thêm kinh nghiệm ấy. Bản thân em thì em có rút ra được kết luận gì sau trải nghiệm của mình không? Có lẽ là đối với bản thân em thì em đã tham gia câu lạc bộ từ đợt cấp 3 rồi, thì cái thời điểm đấy đã đủ cho bản thân em với cái kinh nghiệm của câu lạc bộ, nên em nghĩ là lên đại học thì em sẽ tiếp cận ngay với môi trường làm việc để cho bản thân mình có nhiều trải nghiệm mới hơn. Tuy nhiên thì các bạn
hay là các em lứa sau mà cảm thấy là mình chưa từng tham gia câu lạc bộ nào thì cũng có thể tham gia câu lạc bộ để có được cái môi trường trải nghiệm, như là có được tiếp xúc với những con người, nhiều tính cách để có thể có được nhiều bài học, thì đi làm cũng sẽ cảm thấy là đỡ bị bất ngờ. Còn khi mà đã tham gia câu lạc bộ rồi mà muốn có thêm nhiều kinh nghiệm về trải nghiệm đi làm đồng nghiệp, tức là đồng nghiệp sẽ khác câu lạc bộ nhiều lắm, tại vì khi đi làm thì cái áp lực về vị trí công việc KPI sẽ nhiều hơn là câu lạc bộ đó. Cả cũng có một câu đi làm em nhớ nhất, đợt trước em đi thực tập, anh sếp nói với em là vị trí nào cũng có thể thay đổi, vị trí nào cũng có thể thay thế, em có thể giữ được cái vị trí của mình hay không là lựa chọn của em và là cái cố gắng của em đó. Chính vì thế nên đi làm sẽ áp lực hơn việc tham gia câu lạc bộ rất nhiều đó. Cảm giác như nghe câu chuyện của em, chị luôn cảm thấy là em có một cái hành trình khá giống cái tên Bằng An của em. Được bố mẹ đầu tư đi học này, được tiếp xúc trải nghiệm nhiều thứ này, học giỏi, vừa có cơ hội được thực tập, được chạy sự kiện, rồi vừa có tình yêu nữa. Cuộc đời của em cho đến thời điểm hiện tại lúc nào nó cũng bình an thế à? Có cái câu chuyện thất bại hay là kiểu đôi khi nó không như ý xảy ra với em không? Có. Thực sự thì là có cái câu chuyện mà để em gọi là bước ngoặt lớn nhất trong câu chuyện của em, bước ngoặt để em thay đổi thật sự đến như bây giờ, đó là hình như là tầm một năm trước, hơn một năm về trước, thì em đã từng tự đề cao bản thân mình quá ấy. Em cảm giác như kiểu em giỏi ấy, kiểu em tự thấy là hình như là mình giỏi thế nhỉ, mình biết làm sự kiện này, mình học cũng được này, mình có những cái kiến thức sẵn về chạy sự kiện này, nên em đã từng tự làm ra một sự kiện của bản thân mình và nó đã fail. Em đã mất 100 triệu ui tiền riêng của em, bởi vì em đã nghĩ là mình có thể làm được, nhưng thực sự là mình làm mình không quá giỏi đến mức như thế. Em tự làm ra một cái sự kiện về concert để có thể bán vé và đầu tư cho từ thiện. Bán vé thì cũng gọi là hòm hòm, không đến nỗi đâu, nhưng mà trước khi đấy là tầm 6 giờ tổ chức thì 4 giờ mưa khủng khiếp, mưa lụt luôn đường Hà Nội. Cái đợt đấy là đợt tháng 6, tháng 7 năm ngoái, mà cái đợt mà Hà Nội mưa khủng khiếp ấy chị. Ui mưa lụt cả đường nên chị ai đi nữa chị. Thế là hôm đấy được có mỗi 200 bạn tham gia cái concert đấy thôi, mà concert đấy phải là 1.000 vé thì mới có thể hoàn lỗ được. Thế là em đợt đấy thì lại mời rất nhiều ca sĩ cũng ok. Quả thật là cái đấy là vừa xong dịch xong thì tất cả mọi thứ nó chưa ổn định. Mà đợt đấy truyền thông cũng rất là kém, bởi vì bọn em chỉ có một tháng làm thôi thì quá là kém, thì không thể nào mà kiểu có thể vất vát được ấy. Chính vì thế bọn em chưa nhìn được cái mức độ quan trọng đấy của concert thế mà vẫn cố gắng làm ra, thì bọn em đã lỗ từng đấy tiền. Và em thì là trưởng ban tổ chức thì em sẽ là phải người gánh hết rồi. Đó là cái sai lầm lớn nhất của em. Để em sau đấy khi mà em biết được rằng là mình cần phải từ từ hơn với bản thân, mình phải tự lắng nghe được bản thân, và mình phải biết được là mình có đủ năng lực thật sự không khi mà mình đã trải qua những cái việc như thế. Thật ra đến bây giờ thì bản thân em vẫn là người giấu cái sự kiện đấy, bởi vì em cảm thấy đó là quá sự thất bại quá là của mình và em không muốn cho ai biết cả ấy. Và em cũng cảm thấy khi mà mình thất bại như thế thì mình nói ra thì mọi người sẽ mất hết hình tượng về một cô gái Bằng An có thể là đang như kiểu chị nói là hình như là học giỏi hay thế, nhưng mà thực sự là cũng không đâu. Em là một người đã từng trải qua thất bại rồi và em mới được như bây giờ. Nói sâu xa hơn câu chuyện là mình phải đền bù bao nhiêu ấy, nó đau hơn tất cả là khi mình biết đúng là kiểu bản thân mình không có đủ cái năng lực đấy. Vậy thì sau cái sự kiện đấy xảy ra ấy, làm sao để em, cái câu chuyện tinh thần của em nó như thế nào, và làm sao để mình lấy đủ cái can đảm để mình tiếp tục là nhận ra là mình cũng không tốt thế đâu, và bây giờ mình phải học lại, học thêm từ những cái thứ mà mình tưởng như là mình đã biết rồi đấy. Thật ra là sau lúc đấy cũng phải mất, cũng phải để khủng hoảng lại tinh thần cũng phải 1-2 ngày, chứ em không thể mạnh mẽ đến mức là em ngày là nhanh đó. Cảm giác phải 1-2 ngày thôi, bởi vì đợt đấy là đợt em vẫn đi học nữa. Chứ em không phải là em chỉ có ở nhà, phải vào huồng luôn, phải vào huồng luôn. Và đợt đấy em thực sự là cái đợt đấy đúng là khi mà em đưa ra cái quyết định làm những cái sự kiện như thế là bố mẹ em cũng cảm thấy là không yên tâm về em, mà em đã thất bại như thế thì đúng là bố mẹ em càng cảm thấy ui đúng, thật sự là mình nghĩ đúng rồi, con bé này chưa lớn. Thì em không muốn bản thân mình như thế với bố mẹ nữa. Em không muốn bố mẹ em quá thất vọng về mình. Cái đấy là điều mà em thật sự buồn về bản thân em về lúc đấy. Thế là em cho mình mất niềm tin vào bản thân mình 1-2 ngày thôi. Xong rồi em lại quay lại. Em cùng với cả đội co, gọi là đội co còn lại. Đội co cũ đã đi rồi. Thì thôi vậy. Thì cái đội co còn lại bọn em phải cố gắng để có một cái sự kiện khác nó vớt vát lại cái danh tiếng của mình. Thì đợt đấy rất may là em lại có một môn học ở trên trường.
do cô Hải Yến làm, do cô Hải Yến là giáo viên hướng dẫn về bộ môn cũng là kỹ năng mềm của trường mình, thì em đã kết hợp với cái bộ môn đấy để cùng làm một cái sự kiện talk show định hướng học, định hướng ngành học cho các bạn sinh viên cấp 3 lên đến năm nhất luôn. Thì cũng rất là may là cũng ok, sự kiện đấy ổn so với những gì mà bọn em dự tính. Cảm giác tinh thần mình nhẹ nhàng hơn thôi, chứ còn về cái việc là mình cần phải suy nghĩ lại bản thân mình thì thật sự là mình vẫn phải vô cùng suy nghĩ, bởi vì là mình biết được là bản thân mình ở đâu, mình nhận thấy được là mình cần phải thay đổi cái gì và cái hành trình tiếp theo mình đi như thế nào. Đó, như kiểu là sau đợt đấy thì bố mẹ em cũng lại ngồi nói chuyện với em một lần nữa. Đúng là bố mẹ em cũng có nói là may là nó cũng chưa phải là mất mát kiểu đến nỗi mà em phải gọi là như kiểu bước sang một trang mới luôn, mà may là nó vẫn ở trong cái tầm kiểm soát của em. Đó cũng là một cái bài học mà em cần phải thực sự cẩn thận về sau, bởi vì về sau còn có nhiều việc khác mà em không thể lường trước được chẳng hạn. Thì đúng là sau việc đấy em cũng là người, chính em cũng đã thay đổi bản thân mình rất nhiều. Em thay đổi về cả thái độ sống, về cả thái độ suy nghĩ về bản thân và về cả công việc, học tập lẫn cái hành trình mà em tiếp theo đi. Mình sẽ khiêm tốn lại một tí, biết mình ở đâu và để chậm mà chắc. Có một câu hỏi hơi xích nơi chờ một tí, bây giờ là vừa đi làm thêm, vừa đi học, vừa có kênh TikTok riêng, nhận booking như thế, thì câu chuyện cân bằng thời gian của em như thế nào và làm sao để tận dụng một cách hiệu quả cái thời gian dành ở đại học để có thể phát triển bản thân mình tốt nhất? Em thường sẽ có một cái vài cái như kiểu là em sẽ có một cái checklist cho bản thân. Em tích những công việc mà em cần hoàn thành gấp, siêu gấp, hoặc là cần hoàn thành vừa vừa thôi, hoặc là để đến ngày mai hoàn thành vẫn kịp, thì em sẽ có cái checklist đấy để em làm. Thì có những hôm nào mà cái checklist của em quá dày, cái việc mà cần làm siêu gấp ấy, thì em sẽ phải xin nghỉ làm hôm đấy để làm online chẳng hạn. Những cái thời điểm gần cuối kỳ này thì em sẽ phải chạy những kiểu i-group assignment hay là essay, thì em sẽ phải xin để em cũng có thời gian để trau dồi cho bản thân, để làm hoàn thành những cái bài đấy của giảng viên, bởi vì việc học của em cũng là việc đầu tiên mà, chứ không thể nào mà để làm bỏ hết học thì cũng là việc không ok lắm. Gen Z có nhiều việc để làm, nhiều cơ hội để làm, nhưng mà cũng phải đánh đổi nhiều ấy, em có thấy thế không? Cũng đúng đấy ạ. Chị nghĩ là muốn có được một cái gì đó kiểu có nhiều trải nghiệm thì mình cũng bắt buộc phải đánh đổi thôi, và cái điều quan trọng nhất là mình cần phải xem là cái thời điểm này mình sẽ ưu tiên cái gì hơn để có thể có xứng đáng để đánh đổi không ha. Ok, cảm ơn Phương Nhi đã đến với FPTA Đưa Chiều ngày hôm nay. Chị cũng nghe được rất nhiều câu chuyện của em bên cạnh một cô bé kiểu khá là gai góc, khá là có nhiều mục tiêu để đạt được thành công, cũng có những giây phút mà mình cũng phải có những cái bài học riêng của mình, có những sự thất bại. Bình thường FPTA Đưa Chiều thì vẫn có một cái câu hỏi đặc trưng một tí, đó là nếu như mà ví cuộc đời của em hay là cuộc hành trình của em với một bài hát thì đấy sẽ là bài hát gì, thì chị cũng muốn hỏi Phương Nhi câu hỏi này. Bài 22 của Ami. Sống năm 22 ước mơ con sẽ hát thèo đấy ạ. Không, em đang nhớ là em bao nhiêu tuổi rồi? Em 21. Năm sau là 22 à? Vâng. Có dự định gì cho 22 tuổi của mình thật rực rỡ? 22 tuổi cũng là năm em tốt nghiệp ra trường. Đó cũng là cái cột mốc tiếp theo của mình. Em cũng đang bị mông lung giữa việc là em nên học tiếp luôn, tức là học tiếp thì sẽ có hai câu chuyện là nếu mà học tiếp apply học bổng để ra nước ngoài thì như nào, hoặc là học tiếp mà học ở Việt Nam thì sẽ học song song và đi làm song song như nào. Đó cũng đang là một cái câu hỏi bỏ ngỏ của bản thân em. Em đang cố gắng, em không muốn nói trước cái gì cả, thì em cũng hơi sợ nói trước bước hôm qua ấy. Ngay cả câu chuyện về con nhà người ta, Bằng An, Phương Nhi, ngay cả con nhà người ta cũng có những cái giây phút mà mình cũng khó để lựa chọn, nhưng mà tuổi trẻ mà mình có thể thử, sai thì mình thử lại, không có vấn đề gì hết à. Dạ vâng. Ok, cảm ơn em đã đến với FPTA Đưa Chiều ngày hôm nay. Hy vọng là tuổi 22 của em sẽ trở nên thật là rực rỡ. Và cảm ơn mọi người cũng đã là nghe cuộc trò chuyện của Bằng An tại FPTA Đưa Chiều. Hy vọng là những chia sẻ của Bằng An cũng sẽ là một thứ gì đó đồng hành cùng với các bạn, đồng hành cùng với các bạn trẻ, và các bạn trẻ cũng sẽ góp nhặt được một cái gì đó trong cái hành trình của chính mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.